Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn sử dụng cái thiết bị VGate IK này để kết nối vào cái xe Volkswagen để chẩn đoán và xóa lỗi ha. Thì như mấy cái video trước mình có giới thiệu là cái này dùng nó ở mức đơn giản thôi chứ không có quá chuyên sâu. Thì có thể cho người dùng là chủ xe hay là kia thì có thể nhanh chóng chẩn đoán được cái xe mình đang có vấn đề gì hay là không. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn trên chiếc Volkswagen Teramon. Rồi thì đây là cái thiết bị VGate. Các bạn chú ý khi mà đặt mua thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là Bluetooth, một phiên bản là cả Bluetooth và Wi-Fi luôn. Thì mình đặt ở đây là bản cả Bluetooth và Wi-Fi. Thì nó hỗ trợ cả iOS và Android luôn. Thì mình sẽ cắm vô cái cổng OBD nó nằm đây ha, ở dưới chân bên tay trái đó, ngửa lên là sẽ thấy, cắm vô rồi bật chìa khóa on lên. Sau khi cắm thiết bị vào thì mình bật on chìa khóa xong thì sẽ vào cái wifi, thì sẽ thấy nó phát ra một cái wifi tên là V-Link. Chúng ta kết nối vào V-Link này, sau đó chúng ta sẽ chạy cái app Car Scanner này lên ha. Rồi chúng ta sẽ vào phần setting, chúng ta chọn connection profile này. Thì kéo xuống dòng xe thì chúng ta sẽ chọn Volkswagen. Để cho nhanh chóng quét các cái hộp về động cơ thì chúng ta sẽ chọn phần này. Cái này nó sẽ cụ thể luôn cái hộp của xe, và chúng ta sẽ chọn EOBD. Rồi chúng ta sẽ bấm vào nút connect, đợi nó lên hai cái đèn connect là xong ha. Chúng ta sẽ vào phần diagnostic. Rồi chúng ta chọn hết, chúng ta bấm read thì nó sẽ scan qua hết tất cả các cái hộp của xe. Thường thì như các cái hướng dẫn trước thì nếu như có lỗi gì thì nó sẽ show lên trên này. Nếu chúng ta muốn nhanh thì chúng ta có thể chọn và quét các cái hộp chính của nó, ví dụ như hộp động cơ, hộp ABS và hộp số, thì sẽ đọc các cái hộp mình tự chọn ha. Rồi không có lỗi gì hết. Còn trường hợp nếu như có các lỗi gì trên này mà chúng ta muốn xóa thì chúng ta phải bấm vào clear thì nó sẽ xóa hết các cái lỗi trong các cái hộp mà nó đã scan lên ha. Rồi thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.